Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tứ. Trong số video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhau chơi vì bị tướng Tara. Và có một câu hỏi nghi vấn vô cùng to lớn đã được đặt ra là tại sao Điện Tứ không chơi Tara đi khu vực đường trên mang cho mình phép bổ trợ trừng trị. Với phép bổ trợ trừng trị đó, chúng ta sẽ làm được rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ có thể proxy các lính, chúng ta sẽ có thể quấy phá được phần rừng của đội hình địch, chúng ta sẽ tước đoạt được những nguồn tài nguyên, bùa lợi và con quái rừng một cách rất dễ dàng với cái trừng trị đó. Tại sao? Và để có thể trả lời câu hỏi tại sao đó, nó rất đơn giản là vì tôi bấm lộn. Thật sự là như vậy. Đáng lẽ mới vô là tôi định chọn cái trừng trị rồi, nhưng mà bị bấm lộn các bạn ạ. Ở cái thời điểm mà nó quan trọng nhất, ở thời điểm nó gần cuối, tôi lại chọn không kịp. Và đó chính là lý do tại sao mà các bạn thấy được rằng Tara với phép bộ trợ tập biến. Và mong rằng tôi sẽ không chơi cho mình chiến thuật ngự để mình được họ đang quân tụ lại. Cẩn thận Aya ơi, tôi cần lắm nhưng tình huống thổi kèn nên tôi được Aya. Và Aya vẫn còn đủ sức bình sinh để cho những tình huống di chuyển mang lại những thông tin về mặt vị trí. Nhưng rõ ràng chúng ta không phải là đối thủ của tụi nó. Khoảng thời gian đầu game chàng, cái lượng sát thương vật lý bắt đầu hơi bị thốn lên người của thằng Ezu rồi đó. Tụi nó tập kết tới tận là 3 người, hãy cảnh giác, đó là viễn trình kích và tung ra cho mình cái kỹ năng là thú sổng. Chúng ta tiếp viện tới rồi, không hề ngao ngán gì cả, liên tục là những tình huống trade down mà thôi. Với con tướng Tara này, khi đối đầu với thằng Ezu, chúng ta sẽ không quá sợ cái việc mà bạn bị rút kiệt đi lượng máu. Chúng ta sẽ rất là trâu, cũng như là những cái viên viễn trình kích của nó sẽ không trở nên là quá thốn đối với các thành viên đội xanh mình. Ritnak đã tới rồi nha, hãy cẩn thận. 2 GT với vị trí đi rừng đó, đó sẽ là một cái bài toán. Và cái tốc độ tăng tiến về mặt lượng vàng và sức mạnh của anh ấy sẽ rất là khó khăn đây. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nếu như chúng ta chơi tốt, nếu như chúng ta có được cho mình cái sự khế hợp với nhau ăn ý, thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hóa thôi. Ritnak đang tiến hành ăn đi cho mình con rồng. Và mong rằng anh bạn 2 GT sẽ di chuyển đến đây để chúng ta có thể giành được cho mình con rồng. Không được rồi, một thành viên đã phải trả giá. Ritnak bong ra cho mình hiểm quả không trung, vẫn đang quay tay trước mặt hai thành viên kia. Họ đang bị yếu nhược đi về mặt lượng máu và họ đã lựa chọn cho mình giải pháp ngã ngũ lưu vệ. Đó là một sự lựa chọn không khôn ngoan. Quay trở lại câu chuyện tụi mình về con tướng Tara. Các bạn có thể thấy được rằng nhìn về mặt đội hình một tí đây nha. Rồi cái thằng Ezu, cái pha này nó bị sùi bọt mép là một điều tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Nó không thể nào chạy được khi chúng ta đang quân tụ tới tầng là 3 người. Mà lóc lướt lên né cho mình cái năng quỷ kiếm đó. Nhưng đây là lượng sát thương phép thuộc đến từ con nàng Aya, bởi cái chiêu cuối là khúc nhạc rừng sâu của cậu ấy. Với cái tốc biến, chúng ta cũng có được những cái ưu và nhược điểm như sau. Cái ưu điểm đây là gì? Ưu điểm đây là nó sẽ có thể cứu nguy được cho con tướng Tara ở những cái thời điểm thập tử nhất sinh, đúng không? Mà khi mà bị dồn vào đường cùng đó, chúng ta có thể dùng tốc biến để có thể đào thoát được. Cái ưu điểm thứ hai nữa đó chính là với tốc biến này, nó sẽ giúp cho cái khả năng băng xả của Tara một cách tự tin hơn khi mà những đối tượng đó cái gì mà bú vú gì bạn. À không, xin lỗi mọi người, tôi bật cái chế độ không làm phiền cái trong mấy cái từ nhạy cảm nó xuất hiện nữa. Thứ hai nữa là nó giúp cho cái khả năng truy sát của đối phương trở nên dễ dàng hơn. Thằng Ezu này nó hết kỹ năng hay sao đó, anh ta đang ở trạng thái quần đảo chúng ta có để dùng địch cuối, nhưng chúng ta không thể nào băng trụ bởi vì tôi thấy được rằng bóng dáng của con nhỏ Arum ở đâu đó liên tục là những cái động thái canh chiêu gì đó, dùng sát thương ra nhưng không sao. Chúng ta có để dùng địch cuối là thân thể thép, nội tại chiến ý, nhảy vào băng trụ cô ấy định nhốt lòng chúng ta, lộn, cô ấy định khóa chúng ta lại bằng cái chiêu cuối là thú khốn luôn đó. Nhưng đó là sự tinh tế, đó là sự canh chỉnh, đó là khả năng quan sát rất khó chịu đến từ Tara. Nó luôn tạo ra một mức độ gì đó được gọi là bực bội cho phía đội mình kia khi họ đang rất khao khát để có thể có được một mạng nào đó, liên tục là những tình huống chồng sát thương nào đó. Aya bắt đầu thoát xác rồi. Chúng ta thấy được rằng đây là một người chơi có kỹ năng, thì sau đó cô ta biết được khi nào là thời điểm cô ta nên thoát xác, khi nào là thời điểm mà cô ta nên nhập xác để có thể cover và hỗ trợ, cũng như là không bị quá thiếu hụt về cái phần sát thương phép trong những tình huống mà chuẩn bị comeback. Tiếp tục câu chuyện tụi mình về con tướng Tara. Hồi nãy nói chưa hết ý cái phần nhược điểm với phép bổ trợ tốc biến này. Dùng cái từ nhược điểm thì mình thấy nó chưa chính xác lắm. Dùng cái từ được gọi là kém hiệu quả khi mà đặt trên cái bàn cân với phép bổ trợ trừng trị tê tái thì nó chuẩn hơn. Anh em biết đó, dù sao thì Tara với trừng trị tê tái chơi vẫn đã hơn. Chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều thú vị hơn. Nếu như được lựa chọn lại, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn là trừng trị tê tái. Nhưng mà chắc có lẽ là sẽ hẹn các bạn ở một cái clip khác đi ha, để mình chơi về con tướng Tara trừng trị tê tái, coi nó có quá bá đạo hay không. Nhưng cái clip này để tôi thắng cái đi, rồi nói chuyện tiếp. Một câu khẳng định chắc nịch, cái thằng Ezu nó không thể nào hạ bệ được Tara với số lượng lực lượng chỉ là 2, chắc chắn là như vậy. Bây giờ con nhỏ Arum nó khống chế mình lại, rồi thằng Ezu sát thương nó chưa đủ đâu, đảm bảo là như thế, nó cần lắm ít nhất là 3 đứa mới có thể dồn chết được Tara. Và trong trường hợp Tara chỉ còn vỏn vẹn đâu đó khoảng chừng 2.000 máu thì nó mới có thể chơi được. Tụi nó đang muốn băng trụ hay sao đó, tôi biết được ý định của nhỏ Arum, thú khốn bắt đầu khóa đầu lại rồi bị hóa thú lại, chắc chắn là như vậy. Nhưng đó là phép bầu trời suy nhược mang lại chúng ta 40% mana bình thường. Thằng Ezu nó đang bắn vào trụ, máu của trụ còn vỏn vẹn đâu đó 60% mà thôi, chúng ta vẫn đủ tự tin để có thể ngự trị tại nơi đây. Với Tara nói không với biến vệ, Rishi làm gì đây? Ất tung bằng bão lá thoát xác ra.
Aya là một người chơi có kỹ năng, và đó là một điểm mạnh của Video Xanh mình. Một thành viên đã bị hạ bệ rồi, quá đáng tiếc bước đi sai lầm đến từ con nàng Yue. Rồi con nhỏ Arum nó không còn là nhìn cuối, liên tục là những tình huống quần thảo. Chúng ta không còn con lính, chúng ta không còn con xe thoát xác ra nữa rồi. Aya luôn tạo ra một cái sức mạnh về mặt sát thương phép thuộc cho tụi mình, giật bắn đi tụi Daesu tạm thời lui về ôm trụ. Chúng ta vẫn đang ở một cái trạng thái đã trade down với nhau mà thôi, tụi chưa tìm được một cơ hội nào đó được gọi là sáng giá. Khi mà đối đầu với thằng Esu như vậy, chúng ta phải thường xuyên nhìn cái minimap để thấy được rằng không có bất kỳ một vị trí sát thương chủ lực, vị trí người đi rừng nào của tụi nó tới để có thể tiếp viện. Và khi thấy bóng dáng của tụi nó, chúng ta phải chọn ra cho mình giải pháp rút lui. Một tín hiệu xấu đó chính là cái thằng Gian, ấy lộn, đó chính là con nhỏ Gian, nó đẩy quá trời với đất luôn rồi kia kìa. Tụi mình đã bị vứt mất đi cho mình cái trụ bờ về nhà chính thứ hai tại rừng trên đó. Những cái con mắt nó mang lại những thông tin về mặt vị trí, nó khiến cho khả năng di chuyển của chúng ta có một sự dè dặn. Thì các bạn biết đó, khi mà tụi nó đã phá hủy được rất nhiều trụ tại rừng trên thì cái mục tiêu kế tiếp của tụi nó là gì? Chúng ta đều biết chắc chắn sẽ là khu đường dưới. Và điều đó nó dự tri được rằng tụi nó sẽ tề tụ đến đây, tụi nó sẽ tập trung lực lượng rất là nhiều. Hãy cẩn thận né, vì mình khả năng là hiểm qua không trung, sát thương tới được trụ nó luôn được che chắn lại. Nó không còn con xe, nó không thể nào băng trụ được, mặc dù lượng máu của trụ không còn nhiều, nó không dám đẩy vào quá sâu trong trụ. Còn nhỏ Arum nó cũng không còn nhiều máu nha. Aya không còn được dùng để cuối, bị rắc uy ngược trở lại đến từ đằng Rinnak. Lượng sát thương phép thuộc của Aya cũng khá là tốt rồi thủ này, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ mất trụ không đây à. Còn nhỏ Arum không còn nhiều nữa, Aya bắt đầu thoát xác rồi. Aya lắm nhiều sát thương quá ghê, cô ấy còn nhiều khả năng sóc lọ, giật bắn đi tụi này. Esu sát thương đi tụi đó không còn nhiều, luyện ngục ba lốc luôn nữa. Chúng ta có dùng phép bộ trang suy nhược đang băng trụ, thấy mụ nội đến rồi, nhảy ra bên ngoài, trụ đang bắn quá trời quá đất luôn, luyện ngục đến đường ma lốc không còn nữa. Anh ta có được cho mình trạng thái ma vương, và đây là tấm biển lao vào, đã bức tử được một người rồi. Rinnak kéo xa được khoảng cách, anh ta sẽ có thể đào thoát được, nhưng anh ta không về. Xong viên chờ Vinh, rất hay đến từ Aya. Các bạn có thể thấy được rằng một cái pha mà Malok đã có thể loát xác được rồi. Còn 3 giây nữa chúng ta sẽ đủ tự tin để có thể solo với cái con nhỏ Gian này. Phá vân kiếm, hoành long kiếm gì đó, đủ tự tin chơi không đây? Gian không dám chơi, các bạn có thể thấy được rằng Gian đang chịu một cái áp lực về mặt tâm lý. Và tóc biến lên trên rất quả cảm, bị quyết đoán bật ra, nhưng mà chiêu cuối là thân thể xếp ông nội để đánh cũng không lại nữa. Và Gian cũng đã bị crack, và Gian cũng đã bị xì máu mỏ luôn rồi. Anh em có thể thấy được rằng với Tara, và đây là thời điểm có thể được xem là chín mùi về mặt sức mạnh của Tara luôn đó. Chúng ta đủ tự tin cho cái việc crackdown được cho mình cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của tụi nó tại vườn dưới này, khi thằng Esu nó đang bận rộn tại vườn dưới kia kìa. Liên tục là một cái động thái thoát xác, các bạn có thể thấy được rằng cái khả năng quan sát, cái khả năng quan hệ, lộn, cái khả năng quan tâm đến từ cô nàng Aya là thực sự quá mẫu mực đi. Đây đúng thực sự là một người chơi có tâm rồi. Chúng ta sẽ đủ tự tin băng trụ không đây? Chúng ta chưa có con xe, đó là Malok, anh ta quá ổ báo rồi, quá uổng đến từ Malok. Khát nước quá, xin phép người uống miếng á. Nó đang truy đuổi nha, hiểm qua công trùng của Rinnak một lần nữa. Tụi nó tới tận là ba đứa bạn ơi, nhưng không sao, chúng ta đó đủ tự tin khi chúng ta còn nhiều điều gối trong tình huống này. Và tụi nó đang đang dần dần bị rỉu nát về mặt sinh mạng cả đi, băng trụ luôn, và đó là double kill. Quá tốt đến từ Aya, khi Aya đã mở khai ra cho mình cái phép bộ trợ suy nhược quá đúng thời điểm đi. Đây đúng thật sự là ta ra quái vật. Và với tình huống highlight vừa rồi, nó không chỉ đơn thuần là một pha highlight, nó không chỉ đơn thuần là tạo ra được cho mình cái lượng sát thương vật lý, mà nó còn tạo ra được cho mình cái lượng sát thương tâm lý. Và đó là dự tri cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội xanh mình, là một điều tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Nó là như vậy. Bây giờ đã là 9 phút và nó cũng là cái thời điểm mà lợi thế đang dành về cho phía các thành viên đội xanh mình. Và spotlight liên tục là nằm ở Aya và Tara. Đó là một tín hiệu tốt, chúng ta sẽ cố gắng biến cái lợi thế đó trở thành một cái domino lợi thế. Anh em có thể thấy được rằng với vị trí đi rừng, người ta không thực sự là quá mạnh mẽ đâu nha. Dành một lượng máu nhỏ nhỏ thôi mà thôi, nó mất đi tóc biến rồi. Hoành long kiếm đang có trên người của nó, chúng ta không vội dùng ra cho mình chưa vui đâu. Và với tóc biến đó, chúng ta có thể khiến cho nó bị khí truyền thần vòng. Hay quá bạn ơi, cắt giang sơn trảm thiên địa, giờ đó giật bắn nữa đi, mày bắn nữa đi. Anh em có thể thấy được rằng với Tara và Aya ngồi trên đầu liên tục là những tình huống băng bổ và trong trụ, giết người trong trụ một cách quá dễ dàng. Và chúng ta đang ở một cái trạng thái là not easy to handle, tao không phải là một đối tượng dễ ăn đâu nha. Liên tục phá trụ của đội bên kia với con tướng Esu, anh ta gần như rơi vào trạng thái là bị bất lực luôn rồi. Cứ mỗi lần mà anh ta bị giật bắn, đó là thời điểm mà anh ta bị yếu nhược nhất, nếu như mà anh ta không kéo xa được khoảng cách đối với đối phương. Bây giờ đã là 10 phút rồi, con rồng và con Caesar đang còn bỏ ngỏ. Mong rằng anh bạn Hayate với vị trí đi rừng đó, anh ta sẽ có thể ăn được cho mình con Caesar để chúng ta có được cái thế đẩy tốt hơn. Thời điểm hiện tại chúng ta đang có quá nhiều đồ chơi. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có tóc biến nè, hiện tại nó chưa hồi thôi, một lát nữa nó sẽ hồi. Chúng ta có Aya, cứ mỗi khi mà chuẩn bị combat, Aya sẽ mở ra cho mình cái chiêu hay là rừng sâu bảo hộ, và bật ngay cho mình chiêu cuối hóa thú là nốt nhạc, và là khúc nhạc rừng sâu để khiên vô ra mình kia. Họ chọn ra cho mình giải pháp lui về.
Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta vẫn có thể giữ zin được mạng ở thời điểm hiện tại. Chúng ta rất tự tin trong cái việc quấy phá như vậy. Mặc dù Dominique đã lên được cho mình cái đao truy hồn và sát truy hồn, nhưng các bạn có thể thấy được rằng khả năng giảm chế và khả năng hồi phục của con tướng Ara nó không phải là thực sự là quá yếu ớt đâu nha. Giật bắn, mày bắn nữa đi. Các bạn có thể thấy được rằng Tara đang trở thành một con bài quái vật và không ai có thể cản phá được với bộ đôi như vậy. Và tin chắc được rằng chúng ta sẽ có thể chấm dứt game một cách dễ dàng không đây ạ. Liên tục là những cái lợi thế dành cho bộ đôi Aya và Tara, nhưng những người đồng đội của tụi mình họ liên tục mắc phải sai lầm như vậy. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Và tôi mong rằng những người đồng đội có thể ăn đi cho mình con Caesar. Caesar, những nguồn tài nguyên này nó vô cùng quan trọng, nó giúp cho chúng ta tăng tốc được cái mức độ, nó tăng tốc được cái thế trận Snowball, và chúng ta đang làm điều đó. Ông nhỏ Rishi nó làm gì đó, nước sông không phạm nước đáy, đừng có là đụng chạm tới lãnh thổ nước đáy của tụi tôi nghe Rishi. Rishi cô ấy sẽ phải trả giá. Anh em có thể thấy được rằng cô ấy đang cố gắng lui về ôm trụ, cô ấy an toàn rồi chăng? Và đó đúng thực sự là an toàn, cô ấy đã bị tống khứ trở về với nghĩa địa. Bộ đội quái vật này đây không có bất kỳ một chiến thuật nào hiệu quả để có thể khắc chế được bộ đôi này, thì dám chắc được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội xanh mình là một điều dễ dàng trong vòng đâu đó khoảng chừng 4 phút nữa mà thôi. Kriknak đang định muốn chơi khi mà nó thấy được rằng cái lượng máu của Tara đang còn yếu ớt, nhưng đó thực sự là quá sai. Tóc biến vào đồng trụ vào Zuriken qua 2 giờ tê bồi sát thương vào, nhưng khá là trâu đến từ con nhỏ Arum đó, và chúng ta sẽ ăn cái mạng của thằng Esu tạm vậy. Yeah, chúng ta vẫn đủ sức để chạy về. Aya đánh chịu sát thương cô ấy bị thoát xác và kỹ năng cô ấy chưa hồi rồi, không ổn một tí nào cả. Đây là đao truy hồn và nó đang tạo ra, nó đang giảm chế khả năng hồi phục nên tôi tạo ra. Và đệ tứ đã bị đột tử trong cái pha như vậy, rất đáng tiếc nha. Và đó lại là cái domino án tử dành cho các thành viên đội xanh mình khi những cái vai trò chủ chốt đã bị đốn hạ. Không ổn rồi nha, một tín hiệu hơi bị nguy hiểm dành cho phía đội xanh mình rồi đó. Với cái tình huống giao tranh thắng lợi như vậy, họ sẽ trở mình ra làm sao đây? Tất cả các thành viên đội xanh mình đều đã bị Cleon cả rồi. Đội bên kia họ đang phá trụ một cách như điên, và họ sẽ có đủ thời gian để có thể phá được cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng hay chăng đây? Chúng ta đã giải trừ phong ấn, kêu rồi gọi ra cho mình con Caesar, nhưng nó không thực sự là hữu hiệu ở cái tuyến đường dưới đó. Tụi nó đang muốn chấm dứt ván game này chăng? Không sao, chúng ta đã được tái sinh trước ngưỡng cương của thiên đường, và Aya cũng như vậy. Chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta có thể làm lại từ đầu vì chúng ta vẫn đang dẫn trước về mặt đại thế cơ mà. Các bạn có thể thấy được vấn đề, và đội bên kia họ cũng thấy được vấn đề. Và chỉ cần họ triệt hạ đi một trong hai chúng tôi, Aya hoặc Tara, là coi như xong phim và dính liền. Là coi như xong phim liền. Và những gì chúng ta cần làm là cần phải giữ mạng, những gì chúng ta cần làm là cần phải lánh chịu sát thương, giúp cho những đồng đội có thể được quanh kết, đặc biệt là bạn 2GT, đặc biệt là con nàng Yue giữ vị trí. Ơi thấy rồi, tụi nó tới 5 đứa, tụi nó tới 4 đứa mà coi. Chúng không sao, chúng ta có điều kỹ năng thuẫn nhập tạo. Đội bên kia họ đang tiến hành bị rệu nát, bị mặt sinh mạng cả đi. Tụi nó đang tiến hành bị tan vỡ, và các bạn có thể thấy được rằng mức độ khủng khiếp của cặp bầy trùng Tara và Aya là như thế nào rồi đó. Thời điểm ban đầu tôi đã mắc phải sai lầm, tôi không nghĩ rằng mọi thứ nó lại diễn tiến như thế này. Thời điểm ban đầu tôi mắc phải cái sai lầm là bởi vì tôi bận đi đái, cho nên tôi chỉnh về cái phát bộ trừng trị tê tái không kịp. Tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ không hay, nhưng giờ phút này đây nó lại là hay không tưởng. Ba thành bên kia đã bị mất đi. Đó là một cơ hội, một khoảng thời gian tốt để cho chúng ta set up giao tranh tại hang Caesar. Con Caesar vô cùng quan trọng trong ván game này. Và một khi chúng ta ăn được giùm con Caesar này, xác suất mà tụi mình giành được chiến thắng trong ván game sẽ đâu đó khoảng chừng 89% rồi đó. Với Tara, với Aya ngồi trên đầu như vậy, chúng ta sẽ rất tự tin trong cái khả năng đi lẻ, chơi theo cho mình lối chơi là chủ nghĩa cá nhân. Nhưng đây là thời điểm khá là quan trọng và nhạy cảm, lối đánh chủ nghĩa cá nhân nên có sự tiết chế lại. Tôi luôn khiến nó nằm ở một cái mức độ trong tầm kiểm soát. Thời điểm quan trọng sắp tới rồi nha. Tín hiệu ăn Caesar đã được truyền tống lên tất cả các thành viên nội sao mình. Chúng ta cần phải di chuyển đến nó thật là nhanh. Và trong đầu tôi đang xuất hiện một cái luồng suy nghĩ, một cái ý tưởng là như này, và tôi nghĩ rằng tôi đủ tự tin để làm được điều đó. Tôi sẽ không dùng chiêu cuối trong giao tranh tổng, chắc chắn nó sắp sửa xảy ra. Tại sao tôi làm như vậy? Chúng ta đang có quá nhiều đồ chơi, tôi muốn thử nghiệm. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cuộc thử nghiệm này nó sẽ thành công. Chúng ta đang có gì? Chúng ta đang có tóc biến, chúng ta đang có suy nhược, chúng ta đang có hộ vệ, chúng ta đang có hóa thú, chúng ta đang có cái chiêu cứu là gì? Thân thể thép, chúng ta đang có thủng nhầm thạch. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có giáp hồi sinh, chúng ta sẽ có quả cầu bằng xương, chúng ta sẽ có liềm đột mệnh. Quá nhiều đồ chơi và chúng ta đủ tự tin và dũng khí để làm được điều đó. Và đây là một trận đấu giao tranh rất quan trọng. Bên đầu bên kia họ đang rơi vào trạng thái bị yếu nhược ở thời điểm con Caesar bảo chúa sắp sửa xuất hiện. Thì xong win rồi, Esu không dám chơi. Anh ta thấy được rằng hiểm họa đến từ bộ đôi Aya và Tara và họ tạm thời lui về. Và Jan thì sao đây? Anh ta ấy lộn, và cô ấy mất đi tóc biển luôn rồi. Esu bắt đầu tiếp biển tới cho Esu. Đệ tứ đã bị rộng tử rồi mà chỉ còn một mình Aya. Enemy triple kill. Uh-huh.